Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Đam mê với Mọi Vĩnh Long nha. Hôm nay mình mới phát hiện đi vừa một cặp quắt ở trong cái vườn xài này nha các bạn. Thì hôm nay mọi cũng hơi yếu. Mình quay clip để góp vui thử các bạn nha. Mình sẽ triển khai mô hình đặt đập xuống để quay cận cảnh cho các bạn xem nha. Hay thì các bạn